đậu Hà Lan, có người cũng gọi là đỗ Hà Lan, nhưng bà con nó cũng là một thôi. Đậu hay đỗ nó cũng giống nhau, nhưng mà nó tốt cho sức khỏe vô cùng, nhưng mà không phải tốt là ai ăn cũng được đâu bà con. Nó tốt mà có người không nên ăn, vì bởi vì những chứng bệnh và người không nên ăn của mình. Đậu này, đậu Hà Lan này thì sức khỏe tốt hơn. Nếu ăn đậu Hà Lan vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người có đường ruột và đang cho con bú. Người có đường ruột và cho con bú, đầy hơi, đau vùng bụng, kinh nguyệt không ổn, chuột rút, là những người không nên ăn đậu Hà Lan, là người có đường ruột. Và phụ nữ đang cho con bú, đầy hơi, đau vùng bụng, kinh nguyệt không ổn định, chuột rút, là vui lòng không ăn đậu Hà Lan nha bà con. Nó tốt cho sức khỏe. Cho đậu Hà Lan là nó làm ngăn ngừa được thiếu máu bà con ơi, nó ngăn ngừa được thiếu máu. Wow. Và đồng thời nó giảm cân, tăng cường năng lượng tích cực cho mọi người, ngăn ngừa ung thư, tốt cho dạ dày, cân bằng được huyết áp, tim mạch, rối loạn kinh nguyệt, tốt quá bà con ha. Như vậy thì nó sẽ tốt vô cùng bà con ơi. Nhưng mà không phải nó tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Nó tốt chúng ta chỉ ăn một ngày không quá 100g bà con ơi. Một ngày không quá 100g nha bà con. Một ngày không quá 100g. Mà ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày thì nó mới tốt bà con ơi. Kênh chúng tôi ngày nào cũng có 4 video nói về đời sống sức khỏe. Bệnh gì, ăn gì, uống gì, bệnh gì không nên ăn, không nên uống gì. Bà con thấy được, đăng ký để nó sớm đến với bà con và cũng ủng hộ chúng tôi. Đồng thời chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.